Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện đang thiếu một số loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng để cấp bách giải quyết tình trạng này tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc đảm bảo vaccine cho tiêm chủng. Chính phủ đã quyết định tiếp tục bố trí ngân sách cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng. Đây là nội dung tại Nghị quyết số 98 vừa được Chính phủ thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2023 theo nghị quyết này chính phủ đồng ý chi từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để bộ y tế mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho tất cả các địa phương trên toàn quốc các địa phương lập kế hoạch xác định nhu cầu vaccine theo từng chủng loại cơ cấu vaccine cần thiết danh mục lộ trình tiếp nhận từng loại vaccine đảm bảo lộ trình tăng số lượng vaccine trong tiêm chủng mở rộng thống nhất trong toàn quốc để làm cơ sở xác định nhu cầu bố trí kinh phí căn cứ kế hoạch nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo vaccine tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.